Xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục đi tô màu những bức tranh mà mình yêu thích để gửi tặng đến các bạn. Và mình rất mong rằng các bạn khi xem video của mình thì hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình tiếp tục với động lực ra video. Mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Một lần nữa mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đầu tiên mình sẽ đi chọn màu để tô cho bức tranh của mình các bạn ạ. Các bạn hãy theo dõi quá trình mình đi tô màu nhé. Mình cảm ơn. Mình gặp nhau khi cả hai đang còn tranh vãi. Thế giới này đã làm tổn thương em bao nhiêu. Anh sẽ yêu em nhiều gấp đôi như vậy. Tháng năm sau này đây là định mệnh. Mình gặp nhau khi cả hai đang còn tranh vỡ. Thế giới này
Như vậy là mình đã hoàn thành xong bức tranh tô màu của mình các bạn. Các bạn thấy đẹp thì hãy cho mình xin lượt like, lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tạm biệt các bạn.